Có người nói làm việc thiện phải xuất phát từ tâm, có ít hay nhiều cũng phải là tiền của mình. Còn mượn hoa dương Phật hay những điều tương tự, đó không phải làm từ thiện. Người này đã mượn câu thành ngữ mượn hoa dương Phật, tiếng Hán Việt là tá hoa hiến Phật, để ám chỉ những người dùng thứ không phải của mình đem tặng cho người khác. Ý nghĩa gần giống với câu của người phúc tạc, người tặng không xuất phát từ tâm. Tuy nhiên, cách dùng này đã sai lệch rất nhiều so với ý nghĩa nguyên gốc. Vậy rốt cuộc mượn hoa dân Phật có ý nghĩa gì? Mời quý khán thính giả cùng Tinh Hoa TV giải đáp câu hỏi này. Nguồn gốc thành ngữ mượn hoa dân Phật. Quý khán giả của Tinh Hoa TV, các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký cùng với chiếc chuông nhỏ này nhé. Trong một kiếp luân hồi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng là người tu theo Bà La Môn tên là Thiện Huệ. Năm Thiện Huệ 16 tuổi, vô tình biết được Phật Nhiên Đăng sắp đến thành Liên Hoa thuyết pháp. Thiện Huệ nghĩ, chư Phật không cần đồ cúng dường tiền tài, mà vui nhất là cúng dường bằng pháp. Mình lại chưa đắc pháp, vậy mình sẽ mua hoa cúng Phật. Nhưng lúc này, hoa ở các cửa hiệu đã bị quốc vương thu mua hết. Trong lúc không biết làm sao, Thiện Huệ gặp một cô áo xanh, trong tay có 7 bông hoa sen xanh đựng trong bình nước. Cậu vui mừng muốn dùng 500 lượng vàng để mua 5 bông hoa của cô gái. Thiện Huệ nói, tôi muốn mua hoa để cúng dường Phật Nhiên Đăng, cầu cho tương lai thành tựu Phật quả. Cô gái nhìn Thiện Huệ một lúc thì nói, trước khi anh đắc đạo, phải đời đời lấy tôi làm vợ. Sau khi đắc đạo, thì cho tôi xuất gia làm đệ tử của anh, thế thì tôi sẽ tặng hoa cho anh. Thiện Huệ gật đầu đồng ý, nhưng cũng ra một điều kiện. Để đắc đạo, tôi sẽ buông bỏ hết thảy phú quý vinh hoa, bao gồm cả vợ con. Cô có nguyện ý không? Hơn nữa, nếu vì tình yêu của cô mà trở ngại tôi tu đạo, tội nghiệp của cô sẽ rất lớn. Nếu cô có thể phát nguyện tương lai tuyệt đối không cản trở việc bố thí của tôi, thì tôi sẽ đồng ý. Thế là hai người với tâm kiên định cầu đạo cùng hẹn ước với nhau. Cô gái đưa cả 7 bông hoa cho Thiện Huệ, 2 bông trong số đó cô nhờ cậu thay mình dâng lên Phật Đà. Khi đó quốc vương và cả thành đều ra nghênh đón Phật Nhiên Đăng, cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Thiện Huệ nhanh chóng tung 7 bông sen về phía Phật, 5 bông quay xuống dưới giống như một cái lọng vàng che trên đỉnh đầu Phật Đà, còn 2 bông của thiếu nữ áo xanh thì nở trên vai Phật. Lúc đó Thiện Huệ nhìn thấy mặt đất ẩm ướt, còn có một rãnh nước phía trước. Để tránh làm bẩn chân Phật, cậu cởi chiếc áo da hư và mái tóc của mình trải lên mặt đất, mặt cúi trên chỗ lầy lội để Phật Đà dẫm lên thân mình đi qua. Phật Nhiên Đăng cảm niệm được sự thành kính của Thiện Huệ, Ngài đến thọ ký cho cậu và nói, vô lượng kiếp sau con nhất định thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Câu chuyện này đã chứng minh được điều gì? Thiện Huệ vì kính Phật mà không tiếc hết thảy mọi thứ. Thiếu nữ áo xanh cúng dường Phật là vô tư, có thể buông bỏ độc hưởng, nguyện ý chia sẻ công đức với người khác. Cả hai người cúng dường Phật đều không cầu phúc báo, chỉ mong được đắc đạo chân chính. Chữ hiến trong câu không chỉ có nghĩa là cúng dường trên bề mặt, mà còn tượng trưng cho lòng thành kính xả thân cầu Phật. Chữ hoa ở đây có nghĩa là ưu bát la hoa, tức là hoa sen xanh. Do đó ý nghĩa chân chính của tá hoa hiến Phật chính là thể hiện cái tâm chí thành thì mới có hy vọng đắc chính quả. Qua câu chuyện này, Tinh Hoa TV mong rằng khi sử dụng một câu nói nào đó, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về nguồn gốc của nó. Quý khán thính giả thân mến, với loạt bài Đi tìm nguồn gốc thành ngữ, Tinh Hoa TV mong muốn gửi đến câu chuyện về những điển tích, điển cố gắn liền với các nhân vật lịch sử để giúp người xem hiểu hơn về những điều thần an bài và lưu lại cho con người hôm nay.